Rồi tiếp tục thôi cả nhà ơi. Sang lại lên tiếp tục cái một số cái khuyến mãi ha. Thì có thể là trong tháng 11 tập giữa tháng gì đó thì bên dùng của M4 sẽ dọn rồi di dời cái chỗ. Nếu mà anh em mua hàng thì sau này ở Cần Thơ thì có thể là chạy xuống dưới cái răng sang có thể di dời có thể về đó ha. Mà tầm là dự kiến là giữa giữa tháng 11 hoặc cuối tháng, thì cho nên là đang thanh lý bớt để dọn cho nó nhẹ. Tiếp tục thì trong cái video này trước tiên là vào phần thanh lý thì sang cái phần giới thiệu trước cái sản phẩm của Ishinoko cưa tay mà sang phân phối ở đây, cưa nội địa Nhật ha. Nói chung những cái dòng cưa này anh em chú bác cứ mua sử dụng đi, sang lấy cái uy tín ra ha, bán những sản phẩm này. Nói chung là hàng Nhật thì anh em yên tâm về chất lượng rồi, về chất lượng hả. Và cái giá mà bên dùng của M4 á, khi mà phân phối ra định giá rất là tốt luôn ha, định giá rất là tốt, bởi vì mình muốn là nhiều anh em biết đến cái dùng cái sản phẩm cưa của Ishinoko chất lượng. Nó giống như những cái cưa của Suki hay là của Shark Shaxo, là con cá mập đó. Cái con cưa cá mập đó là của hiệu Takari này nè, là ông này nè, ông này em sản xuất nè ha. Thật ra ông cũng không biết ông phải sản xuất hay không, hay ông gia công từ một cái hãng nào đó đó, ông để cái tên thương hiệu tên của ông thôi, nhưng mà thương hiệu đó là của thằng Takari đó. Con này là nó sản xuất luôn, nó chuyên 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 sản xuất cưa ngay nhà máy nó luôn, cho nên là anh em cái giá thành của nó tốt chứ mà chất lượng nó không thua kém gì những khác. Và ở đây sang giới thiệu cái dòng cưa này, thì cái dòng cưa này á, là dành cho đi dã ngoại được nè, dã ngoại được nè ha. Cái dòng này là dòng đi dã ngoại nè, cái lưỡi nó dày y chang như cái lưỡi của Suki. À, thì mỗi cái trường hợp mà chúng ta sẽ có cái lưỡi lưỡi cưa nó khác đi. À, như làm vườn thì cái lưỡi cưa kia là ngon rồi, tại vì cái lưỡi cưa là lưỡi cưa mà làm vườn á, cái này nó mỏng hơn nè, cái sống nó mỏng hơn, nhưng mà nó lại có cái độ độ dẻo ha, sống mỏng thì có độ dẻo, nó không có bị gãy gãy bậy. Còn đối với những cái chiếc cưa này thì cái lưỡi nó dày nhưng mà nó sẽ bị gãy ngang bất cứ lúc nào nếu mà người ta dấp. Đây, sang so sánh giữa hai cái cưa, một là Suki và Ishinoko đó. À, thì rõ ràng là nó dường như là chất lượng nó ngang ngửa với nhau, 8-10 à, này 10 này cũng 8 đó chứ không hết đâu, chất lượng như nhau cái răng nè. Thì ở cái dòng cưa của Ishinoko nó sẽ có cái khoảng một cái khoảng như thế này, xong nó có một cái đi lên nè, nó không có liền. À, tới đây cái nó có một cái khoảng nè, có cái khoảng nè, thì cái đó là dùng mục đích là nó dùng để thoát phôi nhanh, cho nên là dùng để cưa những cái khi mà chúng ta đi ở trong rừng hay là đi hay trên gãy rồi đó, cái cà phê đó, thì cắt những cây này rất là ngon và nó thoát phôi nhanh ha. Thì cái dòng này cưa của Ishinoko nó chỉ có 210 mm thôi, nó không làm 240. Nó làm 240 là nó là cưa thẳng chứ nó không còn 270 là cưa thẳng chứ nó không có làm cưa gấp. Cưa gấp chỉ duy nhất một dòng đó là 210, bởi vì cái dòng 210 làm cưa gấp là phổ thông nhất. Thứ nhất là cái khoảng cách từ cái này tới cái lưỡi á nó không quá dài. À, thì cái lưỡi cưa nó không có bị liệu nhiều, cho nên là thường là dòng cưa là 210 là nhiều, 210 được mua nhiều hơn những cái dòng khác. À, thì cán cán nó là cán cán nhựa cao su. À, cầm rất là đầm tay. À, lưỡi dày chang như cái đằng này luôn, không khác gì hết, chỉ khác nhau cái phần cán thôi. Cán của Suki thì cầm nó cảm giác nó bám tay, nó mềm mềm. À, cái này thì nó cứng hơn, phần này nó cứng hơn. Về độ dày của cái cán nè, dường như là dòng nha giống nhau hết, giống nhau hết ha, độ dày của hai cái mép này.
Tại vì mình nói cái đồ dày này để làm gì, để tức là nó giống nhau vậy, cái chỗ này nó kẹp cái lưỡi nè, xài nó lâu bị hở cái phần này ra ha. Còn lại là y chang, gần như là tương đối. Cái cưa của Ishinoko này, cái này giá của này nó rất là tốt, nó chỉ có 500 mấy thôi, cho nên là nếu mà chúng ta mua chúng ta sử dụng thì nó rất là tiết kiệm giá thành và không cần phải mua đến hàng cũ ha. Nhiều khi anh em gọi lên hỏi cái dòng cưa cũ, những cái cưa cũ mà trong khi đó những cái cưa cũ trước kia mình bán của nó cũng 400 mấy chục ngàn, 400 mấy chục ngàn, mà trong khi đó một cái chiếc cưa Nhật chính hãng đàng hoàng luôn, hàng mới luôn. Tại vì cưa thì dĩ nhiên là mình nói với anh em cưa chứ nó không phải như cái cờ lê hay là cái kìm, nó khác ha. Cái cưa nó khác với cái đó, cho nên là hàng cũ hàng mới thì nó cũng như nhau thôi. Cái dòng này là 210 mm và giá của nó là 490, ủa tầm 7 550 ngàn, 550 ngàn. Và mã đặt hàng của nó là INK15, INK15 giá 550 ha. Đó, cầm ra làm tay mua thử cây sử dụng trải nghiệm đi nè. 550 ngàn, cái phần lưỡi là 210, và khi kéo tổng dài ra đó thì đo được tổng dài là 40 45 45 cm ha, 45 cm. Nó có hai nấc nha, cái này nó có hai nấc như những cái cưa khác. Anh em muốn xài nấc một thì đây đó, nấc hai là kéo lên nó sẽ như thế này. Rồi, cái đó là cái mã INK15 à, 550 ngàn một cây. Còn khi mà anh em mua combo, Sang sẽ kèm bán combo như thế này, cho một cái combo dành cho làm kiểng nè, rồi có một cưa và một kéo, một cưa và một kéo, kéo của Sabotan nội địa Nhật. Cái dòng này thì kéo nó nhỏ nha, anh em trên tay mình thấy là cầm trên tay này, kéo nó nhỏ chứ nó không có to. Made in Japan. Hả? Thì cây này chiều dài của nó là 170 mm, 170 hả? Hàng nội địa Nhật luôn. Cây này của Sabotan, giá của cái cây này là 340 ngàn. Cây này dáng này là 340 ha, 340 ngàn. Thì khi mà mua mua combo như thế này ha, sẽ có giá là Sang sẽ khuyến mãi combo. Anh em sẽ mua cây kéo combo như thế này, cây 340 với 550, 340 với 550, 890 ngàn. Thì khi mà anh em mua cái combo như thế này, rồi có một kéo, 340 ngàn và một cái cưa 550 ngàn, sẽ có giá combo nha, tức là lưu ý là combo mới có giá đó nha. Combo hôm nay khuyến mãi cho anh em chuyển khoản đó là 610 ngàn ha, 610 ngàn, đó là combo khuyến mãi cho anh em, rồi có một cái cưa và một kéo luôn combo nha. Và lưu ý là chỉ áp dụng cho chuyển khoản, còn khi mà mua lẻ, mua ship code thì Sang chỉ có khuyến mãi cho anh em coi 550 cộng 340, 890 khuyến mãi, là ship code đó là chỉ có 750. Lưu ý là ship code là 750 ha. Còn chuyển khoản mới có giá tốt hơn. À, chuyển khoản là giá 610 ngàn. À, và số lượng nó chỉ có khoảng 8 combo ha. Còn cái này là bán lẻ riêng. Cái này khi mà anh em mua hồi nãy như em đọc mã rồi đó, cứ mua là mã này là được, hoặc là mua kéo riêng. Mua kéo riêng thì cái mã của cái kéo là 1201, kéo 1201. Cái mã kéo SB001 đó, mua riêng là 340. Không có giảm giá. Mua combo đi, combo đó giá nó rẻ. Mục đích là mình giới thiệu cây cưa, à, mua cây cưa.
Rồi à, tiếp tục là cái khuyến mãi nữa. Khuyến mãi này cho nó hết đây nè, mà hôm nay chưa hết nữa nè. À, tự nhiên cái này nó chậm lại, lúc trước nó bán anh em hỏi nhiều lắm, lúc ấy hỏi nhiều lắm, chắc là chê cái này Taiwan hay gì đây cái này, nhưng mà chất lượng rất là tốt nha anh em, của Takari đó. Cái này là cái đường ống 15 ly hai đầu, à, và gắn cái mũi khoan vô, gắn cái máy khoan vô để chúng ta hút nước, bơm nước, hút nước trong hồ bơi, trong hồ cá, trong bể các thứ, trong thùng, trong ao chứa, chúng ta hút ra bằng cách là sử dụng cái này, nó gọn hơn thay vì ta phải xách nguyên một cái máy mua tua. Thì cái này thì chỉ cần một cái máy khoan ở nhà, à, cắm vô và ta hút lên là được, hoặc là đẩy lên. À, thì cái này nó cứ mỗi phút là nó sẽ được tẩy 15 lít, tức là một tiếng thì ta hút được nhiêu ta, 10 phút thì nó được 150 lít, tiếng thì nó được 900 lít. À, tiếng thì được 900 lít. Cái này được gia công ở Đài Loan, made in Taiwan. Qua. Cái này là giá 440 ngàn ha. Mã đặt hàng của cái này bây giờ ta combo như thế này đi. Nếu anh em mua lẻ cái này là cái bơm nước 440 ngàn riêng. Còn cái này là cái cọ rửa, chà rửa, lốp xe, à, lốp xe hoặc là dàn áo gì đó. Chất liệu này cái này là phần foam, à, là đi Nhật luôn, cái này thì nó đi Nhật. À, cái này giá của nó là 190 ngàn một cái, 190 ngàn. Cái này cán cao su rất là mềm tay, 190 ngàn. Cọ rửa combo như thế này Sang sẽ bán với giá là 500 ngàn. Combo này 500 ngàn và chỉ áp dụng cho chuyển khoản nha, áp dụng chuyển khoản. Ship code thì là 500, ship code hả, 500 ngàn. Ship code thì đã sẽ là 590 ngàn đó, còn chuyển khoản là 500 ngàn. Là combo như thế này, anh em nhắn cái combo là cọ rửa xe, combo cọ rửa xe là nó sẽ cái này ha. Rồi ngoài ra thì sẽ có cái sản phẩm này, rồi có một cái combo này, và combo này chỉ còn có một combo duy nhất thôi. Combo duy nhất đó là cái hít kính để khiêng kính lên, chịu tải là 25kg của Sinva, rất là xịn. Cái này nó bằng nhôm ha. À, cái này nó thị trường nó giá tới 1,3 triệu đấy nè, 1,3 triệu á. Này là làm kính cường lực rồi, ngon dày cơm luôn, xài biết chừng nào hơn, xách lên ha. Thì chỉ còn một cái duy nhất thôi, Sang sẽ cơm combo thế này đó. Combo gồm có là một cái cây, là một cái khiên kính nè, một cái vắt kính, kính hoặc tủ á, tủ anh em hít vô cũng được, tủ cái mặt phẳng á, hít lên. À, nếu mà khiên lên không nổi thì lấy xà beng đập đập nhuyễn ra rồi đem đi đổ ha. Combo là gồm có một cái hít kính nè và một cái xà cây. Xà cây này của Mokuba Sang giới thiệu rồi. Xà cây này thì giá của là 500 C2. Một chiếc xà cây á, 572 ngàn ha. Thì cái này giá 1,3 triệu nè đó, 572, giá khuyến mãi luôn, hấp dẫn luôn. Máy tính rồi. Combo này Sang sẽ bán với giá là 1,100,000. 1,100,000 rồi hai cái này, và chỉ áp dụng cho chuyển khoản ha. Đó, giá quá hời luôn á. 1,100,000 khuyến mãi giảm giá. Combo hết kính. Combo hết kính nha. Rồi. À, combo hết kính là cái rầm có cái đó, và đây là cái sản phẩm là cái thước ke của Sinhua. Thước rất là dày, cái này mà làm mọc là hết sảy luôn, nó cực kỳ chính xác, bằng thép không rỉ. À, cái chiều dài cái này là 40 cm, cái chiều ngang này là 25 cm ha. Cái này nó bằng nhôm, cái này bằng thép không rỉ đó, dùng để ke. Cái này thì nó ke lấy gốc cái khoảng đoạn dài đó,
Nếu mà mua cây ngắn thì khi nó dài quá nó lại không chính xác. Còn này nó một đoạn dài luôn, nó không có cái vạch chia ha, loại này nó không có vạch chia này, nó loại này là nó dùng chuyên dùng để keo luôn á của Sinqua. Thì cây này giá của nó là 741, giá khuyến mại rất là hấp dẫn nè, 7414, 935.000 sang sẽ giảm giá 935.000, giảm 35% anh em, còn có 600.000 cây này, 600.000 mình bao luôn á, mua đâu được giá tốt hơn mình tặng quy thước ha. 600.000 cây này khi áp dụng khi chuyển khoản làm giảm 35%, anh em ship code thì giảm 20% ha, còn chuyển khoản thì giảm 35%. Rồi sang lại kết thúc một cái video nữa, tiếp tục video khác trong cái tuần này là giá có rất nhiều cái sản phẩm hời, anh em nhớ đón xem ha, và nhớ ủng hộ dụng cụ 24. Rất cảm ơn rất nhiều. Sang xin chào tạm biệt mọi người.